Test máy và quay ngoại hình cho mình anh nhé. Đây là mặt trước của máy, mặt sau của máy, các cạnh không bị cấn móp hay va đập. Nhìn chung tổng quan máy còn khá mới. Mặt trước của máy thì hơi xước nhẹ một xíu ở đây, nhưng mà tổng quan máy vẫn khá là đẹp. Em chọn con đẹp nhất cho mình rồi đấy ạ. Em test các chức năng của máy cho mình ấy nhé. Em test camera. Đây là camera của máy. Em test mic. Mic trả về, cam mic ok rồi đấy ạ. Em test bàn phím. Các phím trắng hiện trên màn hình là các phím có trong bộ bàn phím của mình anh nhé. Chuột trái, chuột phải, bàn phím cũng ok rồi đấy ạ. Em test loa của máy. Loa của máy khá to và trong. Máy có thiết kế xoay gập 360 độ. Sử dụng như một tablet. Máy 512GB RAM chia làm hai ổ. Đây là cấu hình chi tiết của máy, i7 thế hệ 10, RAM 16.